Thông tin tiếp theo cho hay, chương trình xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại quận Santa Clara. Theo thông tin từ quận hạt Santa Clara, chương trình xét nghiệm COVID-19 hoàn toàn miễn phí, bất kể tình trạng di trú hay bảo hiểm sức khỏe, và không cần giấy giới thiệu của bác sĩ đang được thực hiện tại quận Santa Clara. Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể truy cập trang mạng www.sccfreetest.org/viet để biết các địa điểm xét nghiệm COVID-19. Với hơn 50 địa điểm được mở trên toàn quận hạt Santa Clara, cộng đồng đã có thể đi xét nghiệm dễ dàng hơn. Các địa điểm được mở trải rộng trên khắp quận hạt và có nhân viên luôn sẵn sàng giúp đỡ với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có thể đã bị nhiễm COVID-19 hoặc nếu quý vị đang gặp các triệu chứng như là sốt, ho, khó thở, ớn lạnh, đau cơ hoặc mất vị giác hay khứu giác, hãy gọi điện thoại trước cho các bệnh viện, phòng khám, văn phòng bác sĩ hoặc địa điểm xét nghiệm cộng đồng để được hướng dẫn các bước nên làm và đặt hẹn xét nghiệm. Ngoài ra, hạn cuối nộp đơn xin vay PPP, chương trình bảo vệ tiền lương Paycheck Protection Program, là vào ngày 8 tháng 8 năm 2020. Nếu quý vị vẫn chưa nộp đơn, xin hãy liên lạc với ngân hàng địa phương để được hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về các khoản vay, xin vui lòng truy cập trang web sba.gov.